trên máy bay do nguy cơ phát nổ đã có thời điểm sự cố pin trên laptop không gây lo ngại cho người dùng và cơ quan quản lý ngay cả khi chúng có được triệu hồi đi chăng nữa không ai lo sợ thiết bị có thể phát nổ thế nhưng điều này đã thay đổi trong thập kỷ qua với tiến bộ công nghệ mỗi thế hệ laptop trở nên mạnh hơn trong khi kích cỡ vẫn giữ nguyên pin cũng phải thay đổi để phù hợp với thiết bị mới thường là pin công suất lớn nguy cơ từ đó lộ diện nếu pin trục chặt laptop có thể bốc cháy như trường hợp macbook pro khi FAA ra thông báo hành khách không được mang MacBook Pro lên máy bay, Apple đối mặt với hình ảnh tiêu cực. Những chiếc MacBook Pro lỗi pin còn rất mới, chúng được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2015 tới tháng 2 năm 2017. Trong một động thái liên quan, Liên minh châu Âu đã cảnh báo các cơ quan về mối nguy này, nói rằng cần tắt MacBook Pro và không sử dụng trong suốt chuyến bay. Tuy nhiên, FAA còn mạnh tay hơn, cấm người dùng mang theo, ngay cả trong hành lý ký gửi, không phải tất cả MacBook Pro sản xuất trong giai đoạn trên đều bị lỗi pin có thể kiểm tra qua công cụ của apple tuy nhiên để ăn chắc faa ra lệnh cấm tất cả mà không quan tâm macbook pro được sản xuất khi nào